Sáng ngày 17 tháng 9 tại trường Trung học cơ sở Kiên Thọ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Công an huyện và nhà trường đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tội phạm và luật an toàn giao thông. Tham dự tại buổi lễ có các đồng chí đại biểu, đại diện Ban dân vận huyện ủy, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục cùng lãnh đạo các ban ngành xã Kiên Thọ về tham dự đông đủ. Tại buổi truyền thông, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được nghe đại diện đội hình sự Công an huyện Ngọc Lặc đã trao đổi về luật phòng chống xâm hại trẻ em, các thủ đoạn, biểu hiện, hành vi phổ biến của đối tượng xâm hại trẻ em, kỹ năng nhận diện tội phạm xâm hại trẻ em, các biện pháp đấu tranh ngăn chặn bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, giải pháp phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Đây được xem là hoạt động thiết thực, bổ ích, giúp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường và các em học sinh trong công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, nhất là luật liên quan đến xâm hại trẻ em, đồng thời nâng cao sự hiểu biết pháp luật, tinh thần tự giác, tích cực đấu tranh phòng ngừa tố giác tội phạm, kỹ năng nhận biết tội phạm xâm hại trẻ em trong cán bộ, giáo viên, góp phần bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trên địa bàn. Buổi tuyên truyền diễn ra hào hứng sôi nổi hơn khi các em học sinh được nghe đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện phổ biến luật giao thông đường bộ dưới nhiều hình thức mới mẻ, sinh động như tình huống thực tế, trao đổi trực tiếp với các em học sinh về những hiểu biết của các em về luật an toàn giao thông, hướng dẫn cách tham gia giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng. Đặc biệt thông qua các câu hỏi đơn giản gắn liền với cuộc sống thường ngày đã giúp các em dễ dàng nhận biết và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông, từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân, tuân thủ quy định luật giao thông đường bộ, xây dựng một môi trường học tập tích cực, an toàn và văn minh.